Lại Grick này. Grick cho Sima. Rồi quả đây. Quả 2, 4, 6, 7. 7 cây. Có một voi gần. Đồ ăn đang tạm ổn dành cho game thủ cầm Grick. Gỗ hơi xa một chút. Nhưng chúng ta có xiềng của Tuti. Bên kia là AC Max, quân cũng là cân thôi. Quả phụ đã có. Rừng đẹp. Thế nhà này vẫn đang hơi trống. Rồi hiêu đây rồi, hiêu to. Thiếu một tí đấy, tí đồ nữa thôi. Cố gắng để bật trong xe đấu này nè. Rồi thêm quả phụ nữa. Nhưng sẽ có ăn tranh. Hơi căng đây. Quả 6 đương nhiên là sẽ không bỏ qua rồi. Mỗi ông đóng một bên. Và 1 triệu tử long là người cầm AC. Rồi xem ông cả xem và AC đều yếu. Cũng được, không xoa, không sao cả. Bài cung 25 dân. Trở lại với Sima. Bài cũng là tươi. Hiều voi, quả phụ. Rất nhiều đồ. Cũng là quả 6. Và tối nay thì hơi nhiều kèo nên là hơi ít người xem nhá Alpha Việt Nam ơi. Anh em này thì quá nhiều kèo để theo dõi. Oh,
Ui, vẫn còn rất nhiều đồ. Cho xuống 6 giờ xem có cái gì không. Đây, thế màu 5 đây rồi. Maxi cũng khung nhà luôn. Công giáp đầy đủ dành cho măng cơ. Nhà chính. Có tê nhá, có tê nhá. Nhanh vậy. Khá đáng tiếc trong tờ này. Bên kia có màu 5 lên đời khá muộn. Đằng sau lên sau một chút. Bên này là Tuti. Đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Dân ăn gỗ mà lại cứ đi đâu hết thế này. Bắt. Xử lý nhanh. Có vẻ như Tú Xuất đang không để ý mất tay ở đâu đây. Tốt thế nhở. Rửa sạch bãi gỗ rồi. Đây là xi măng đang đi ruộng. Nó có cúp rời nhở. Vào dần đi. Trở lại với Tuti nè. Bắn đi. Cung nhở. Kênh đừng bắn cung. Bắn luôn, bắn luôn. Chạy vào đấy là kín rồi. Rồi, chết sạch tên này. Không nhiều tác dụng. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Cơ sở vẫn đang là hơi xấu. AC co cụm ở trong cái khu vực rất bé thôi. Có y rồi nhá. Dí một tên Maxi được không? Chứ để họ đẩy đều như này nguy hiểm lắm. Bắn đi, bắn đi. Bắn thằng dân này trước. Vào, 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 đem nghe ra. Rồi, ok, ok, ok. Và bắn luôn à, bắn ông dân à. Dân mát mà từng nãy có cung R lọt vào thì ưng lắm. Và resize rồi. Rất hay.